siêu bão mạnh nhất 6 thập kỷ đổ bộ Nhật Bản. Nhiều chuyên gia dự báo đây sẽ là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ Nhật Bản trong vòng 6 thập kỷ. Video: siêu bão Hagibis tấn công Nhật Bản. Bão Hagibis đổ bộ vào bán đảo Izu, phía tây nam Tokyo, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết. Cơ quan thời tiết Nhật Bản cũng ra cảnh báo khẩn cấp cao nhất, mức 5, khi thảm họa có thể xảy ra, và khoảng 1 triệu người được khuyến cáo di tản. Bão Hagibis, hình thành từ Thái Bình Dương, mang theo mưa cực lớn đổ vào nhiều khu vực của Nhật Bản trước khi đổ bộ, bao gồm các quận của Tokyo và Mi phía tây nam, cũng như Shiba ở phía bắc. Hagibis đang được so sánh với cơn bão năm 1958 tấn công miền đông và miền trung Nhật Bản, giết chết hơn 1.200 người. Hình ảnh bão Hagibis gây thiệt hại cho nhiều khu vực của Nhật Bản. Nguồn: Al Jazeera, CNN. Phương Anh.